Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh của mình. Hôm nay mình vừa thu âm được tiếng và đã đi bắt cũng được khá nhiều. Nghe và tham khảo xem cái tiếng chim này nó có chuẩn hay không nha. Rồi cho mình xin ý kiến để hoàn thiện hơn. Nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn đăng ký kênh của mình nha. Đồng thời like và share kênh của mình để kênh của mình hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn. Bye bye.